Theo thông cáo báo chí của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, số ca mắc mới trong ngày 28 tháng 10 trên toàn tỉnh là 180 trường hợp, trong đó có 102 trường hợp là F1, 17 trường hợp về từ vùng dịch, 29 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa và 32 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 5.025 trường hợp, nhiều nhất vẫn là huyện Trần Đề, 1.752 trường hợp, thị xã Vĩnh Châu, 942 trường hợp và huyện Mỹ Xuyên là 618 trường hợp. Còn tại thị xã Ngã Năm trong ngày 28 tháng 10, toàn thị xã Ngã Năm phát hiện thêm 5 trường hợp qua sàng lọc cộng đồng, nâng tổng số trường hợp trên địa bàn thị xã là 175 trường hợp. Trong ngày có 3 trường hợp xuất viện, đến nay có 133 trường hợp khỏi bệnh, hiện còn đang điều trị 40 trường hợp. Trong ngày đã đưa vào khu cách ly tập trung 79 trường hợp F1, đến nay số trường hợp F1 đang cách ly tập trung là 99 trường hợp. Trong ngày 28 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã đã đến các địa phương có ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng, khảo sát và chỉ đạo công tác phòng chống dịch ở địa phương, trong đó đẩy nhanh tiến độ điều tra truy vết các trường hợp liên quan đến F0. Cũng trong ngày 28 tháng 10, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh thị xã Ngã Năm đã triển khai quyết định số 252 về việc áp dụng các biện pháp khoanh vùng theo dõi, giám sát dịch tễ đối với khu vực nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại một phần khu dân cư ấp Mỹ Hương, xã Long Bình, thị xã Ngã Năm. Theo đó, quyết định nêu rõ. Điều 1. Áp dụng biện pháp khoanh vùng theo dõi, giám sát dịch tễ đối với khu vực nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại một phần khu vực dân cư địa bàn ấp Mỹ Hương, xã Long Bình, thị xã Ngã Năm để phòng dịch COVID-19 cụ thể như sau. Phạm vi áp dụng, một phần khu vực dân cư địa bàn ấp Mỹ Hương, xã Long Bình, gồm 72 hộ với 262 khẩu, đoạn từ nhà ông Trương Văn Tôn đến nhà ông Trần Ngọc Đệ, chiều dài 550m. Phía đông, giáp ấp Long An, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm. Phía tây, giáp khóm 7, phường 1, thị xã Ngã Năm. Phía nam giáp ấp Mỹ Hiệp, xã Long Bình, thị xã Ngã Năm. Phía bắc giáp kênh sáng Phú Lộc. Thời gian áp dụng 15 ngày kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2021 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021. Quy định chung đối với khu vực khoanh vùng giám sát dịch tễ. Người dân trong khu vực khoanh vùng phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế. Nhà cách ly với nhà, hạn chế tối đa di chuyển ra ngoài khu vực khoanh vùng. Khi có nhu cầu sử dụng các mặt hàng thiết yếu, người dân phải đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ trợ hướng dẫn.